Rõ ràng là mình nghe có tiếng nói của hai người mà. Một là anh Toại, còn hai là... lẽ nào là chú Câm? Nhưng mà tại sao chú Câm lại giả Câm để làm cái gì chứ? Giờ nghĩ lại mình thấy có rất nhiều điều lạ, nhất là chuyện của Mai á. Và còn đúng là không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu, không thể như vậy được. Cô Dân, tôi là Toại đây mà. Anh làm tôi hết hồn à. Đêm hôm không ngủ, ra đây đứng chi vậy? À, tôi qua đây gặp chú Câm để hỏi chút chuyện thôi à. À vậy hả? Nhưng mà ông bị câm, làm sao ông trả lời cho cô được? À, anh nói cũng đúng. Nhiều khi á, tôi muốn nói chuyện với chú mà chú ra dấu hiệu gì đó, tôi không hiểu gì hết á. Anh đó nha, tôi thấy anh rất là lạ, rất là hiểu chú nữa. Có lần tôi thấy hai người giống như là đang nói chuyện với nhau vậy đó. Thì đúng rồi. À, ý tôi nói là tại vì tôi ở chung với chú lâu quá, nhiều khi chú ra dấu riết, dần dần tôi sẽ hiểu được. Mọi người nhìn vô tưởng là tôi nói chuyện với chú hợp lắm đó. Chắc là vậy. À, cô tìm chú Câm có chuyện gì không? À, cũng không có chuyện gì hết. Mà hình như là không có chú Câm ở trong nhà thì phải. À, nếu mà cô cần thì để tôi tìm chú Câm cho cô nha. Dạ không cần đâu anh. Có gì á thì sáng mai tôi sẽ nói chuyện với chú sau. Bây giờ tôi phải vô láng để chờ anh Nam đây. Ừ. Không biết là anh làm cái gì mà giờ này chưa về nữa. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Ừ. Thôi chào anh. Bực hết sức. Chú, cô đã nói vậy rồi, giờ chú quyết định sao? Đúng là bà cố tình làm khó chú mà. Nếu đồng ý ly dị thì mang tiếng là bỏ vợ, còn nếu không đồng ý thì cũng không xong. Chú phải cứng rắn lên chứ. Không lẽ chú để cho cô được nước thắng thế hả? Chứ theo cháu á, chú phải làm sao? Đã như vậy rồi á, cháu nghĩ chú phải nên nói chuyện với anh Nam thì hơn. Một khi mà bị đánh vào lòng tự ái, anh Nam nhất định sẽ rời bỏ khỏi trang trại thôi chú. Nếu như vậy nó sẽ oán hận chú. Không được đâu. Chú chỉ có nó là đứa con duy nhất. Chú không muốn nó oán hận rồi không nhìn mặt chú. Thì chỉ là tạm thời thôi mà chú. Khi nào chú bán xong khu đất đó, mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết à. Lúc đó chú kêu Nam về cũng đâu có muộn đâu. Chị, thôi mà, chú nghe cháu đi. Lúc này á, chú không có được mềm lòng đâu. Càng không được để cho áp lực của cô làm đổi ý, biết không? Em á, cảm thấy rất là kỳ lạ. Đây không phải là lần đầu tiên mà còn trùng hợp đến như vậy nữa chứ. Mà điều quan trọng ở đây á là chú ấy nói được. Thiệt là kỳ lạ. Mà tại sao chú ấy lại nói dối chứ? Rồi tại sao chú ấy phải đóng giả người Câm như vậy? Anh thấy thì sao? Anh, nãy giờ em nói á, anh không tin đúng không? Anh và chú ấy không có liên quan gì, cũng không có thù oán gì. Tại sao phải nói dối? Bây giờ anh thấy rối quá. Cái nào là sự thật, cái nào trắng, cái nào đen? Tại sao lại rối tới như vậy? Em cũng không biết phải làm sao nữa.
Nhưng mà anh nè, em nghĩ là chuyện này á, mình cần phải làm rõ hơn đúng không anh? Hả? Anh Tài ơi, chuyện gì vậy cô? Em không biết là chú bị làm sao nữa. Hình như là đang dọn đồ đi thì phải. Anh có nói cái gì làm cho chú buồn không vậy? Tôi có biết trời trăng gì đâu. Tối hôm qua thấy ông vẫn bình thường mà. Khổ nỗi, em không hiểu chú ấy nói gì. Bây giờ anh vô nhà xem can ngăn chú lại nha. Còn em đi tìm anh Nam về. Anh cũng biết á, là anh Nam rất quý chú. Chú mà đi không một lý do là anh Nam về trách em á. Về nha anh. Không lẽ ông dám lừa mình? Chú làm cái gì vậy? Chú tính bỏ đi ôm hết tất cả hả? Tôi đã từng nói với chú như thế nào, chú muốn làm cái gì thì cũng phải thương lượng với tôi. Chú muốn qua mặt tôi hả? Tôi cho chú biết, thằng tỏi này không qua mặt dễ dàng như vậy đâu. Chú nói đi, chú giấu cái gì ở trong đây hả? Chú nói đi, buông ra, chú giấu cái gì ở đây? Chú Cầm ơi, chú Cầm ơi, chú Cầm. Thôi mà, chú nghe con nói nè. Bây giờ cô Nam không có ở đây mà chú đi như vậy thì kỳ lắm. Không ấy, chờ cô Nam về đây đi. Chú nói với cậu Nam một tiếng, rồi chú muốn đi đâu thì chú đi. Vậy nha. Thôi mà, chú nghe lời con đi. Anh, để con tính cho nha. Đồ ngu. Không lẽ cô gài mình? Có khi nào cô biết hết chuyện với tôi với chú hay không? Nó muốn chết, tao cho nó chết. Chú, anh nghe em nói đi. Bây giờ em còn nghi ngờ chú ấy nữa không? Bản thân anh không tìm được lý do tại sao em lại nghi ngờ chú ấy. Và hơn nữa, chú ấy cứu mạng sống của anh. Nếu như hôm đó không có chú ấy, anh đã mất mạng từ lâu lắm rồi. Cái ơn đó không bao giờ anh quên được. Em biết điều đó, cứ cho là em đa nghi đi. Em không dám khẳng định là chú ấy có ý đồ gì với anh, nhưng mà rõ ràng là em đã chứng kiến được chú ấy nói chuyện mà. Thôi được rồi, bây giờ mình đừng nói tới chuyện này nữa được không? Hiện tại bây giờ anh đang phải đối phó với rất nhiều chuyện khác. Anh mệt mỏi lắm em biết hay không? Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên để cho anh phải suy nghĩ nhiều như vậy. Mà anh nè, chuyện bên nhà sao rồi? Em nghe nói là bác trai đã về rồi hả? Bác ấy định giải quyết như thế nào? Em đừng có nhắc nữa. Ông ta bây giờ chỉ nghe lời cô ấy thôi. Đã vậy còn ức hiếp mẹ anh nữa. Làm ai? Đã đi đến bước này rồi, anh không còn lưu luyến gì ở đây nữa. Anh đã cố thuyết phục mẹ anh, anh muốn mẹ đi cùng với anh. Vậy tụi mình sẽ cùng thuyết phục mẹ anh nha. Mình sẽ tới một nơi nào đó để làm lại từ đầu. Vô đi. Thưa sếp, đây là văn bản xác nhận nợ vốn của trang trại Trường Thịnh với siêu thị mình mà bên văn phòng luật sư vừa chuyển qua. Nhanh gì hả? Dạ, với văn bản này theo thỏa thuận thì bên trang trại sẽ chi trả theo hàng tháng với mức lãi suất là 0% và theo đề nghị ban đầu của sếp. Thôi được rồi, nếu không còn việc gì á thì anh ra ngoài đi. Dạ, em chào sếp. Ủa, hình như tôi nhớ không lầm là anh nói với tôi chuyện của anh Nam và trang trại không quan trọng với anh nữa mà. Suy cho cùng, tôi thấy anh đáng thương quá à. Bao nhiêu công sức của anh bây giờ đều là công cốc hết. Thực chất á, dù có khoản nợ của siêu thị hay không thì trang trại Thường Thịnh cũng không thể nào trụ lại được.
Anh có cảm giác như em đang cố tình kéo anh vào chuyện này thì phải. Nghĩ thế nào thì tùy anh. Nếu ý tốt của tôi anh không nhận thì thôi, tôi bỏ hết. Thôi, tôi đang bận, nói chuyện với anh sau nha. Anh Toại. À, cho ly cà phê đi. Em chờ anh có lâu không? Dạ không. Phải khó khăn lắm anh mới qua mặt được ông già của em đó. Hai người có chuyện gì vậy? Sao ba em lại theo dõi anh? Dạ mời. Chuyện này dài dòng phức tạp lắm. Dạ chào bác. Mới sáng sớm hả? Mày về đi làm gì? Tính tranh sự nữa hả? Tao nói cho mày biết, không có thương lượng điều kiện gì đâu nha. Một là ngoan ngoãn về đây phụ tao quản lý xưởng rượu. Còn hai, mặc kệ mày, muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm, tao không biết tới. Ba đừng có nghĩ con về đây là sẽ phiền hà về cuộc sống của ba. Con về đây là chỉ muốn gặp mẹ của con thôi. Thì ra mày muốn dựa vào mẹ mày hả? Tao nói cho mày biết, sẽ không đạt được mục đích gì đâu. Mẹ mày không giúp ích được gì cho mày đâu. Con không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Và con cũng không bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ ba. Ba yên tâm đi, sau khi giải thể trang trại xong, con sẽ trả hết cho ba. Anh bản lĩnh lắm. Để rồi coi mày làm được cái trò trống gì. Đừng để đến lúc đó đó giác mặt gì để xin xỏ tao. Nhục lắm, hiểu chưa? Tỉnh lại đi Nam. Con lại lớn tiếng với ba con hả? Con nghe lời mẹ, nhìn ba con đi. Chuyện gì mẹ cũng sẽ thay con giải quyết được mà. Mẹ, mẹ con mình nhìn ông ta đã lâu lắm rồi. Về ông ấy bây giờ, ngoài cô gái trẻ đẹp kia ra, có còn gì quan trọng với ông ta nữa đâu. Nam à, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Cái nghiệp của ông ta gây ra từ ông ấy chuốc lấy. Con muốn mẹ đi cùng con. Mình phải rời khỏi nơi này nha mẹ. Anh Nam lúc nào cũng lo lắng cho bác hết. Bác đi với tụi con nha. Tụi con sẽ lo lắng và chăm sóc cho bác mà. Nhưng mà tụi con tính đi đâu? Trước mắt thì tụi con sẽ tìm một công việc ở những trang trại quyền trên. Một phần là để cách xa nơi này, thứ hai là cũng thuận tiện để cho dân tới thăm nuôi mẹ dân. Bác đi cùng tụi con đi. Nếu mà bác không đi thì anh Nam cũng sẽ không đi đâu. Nhưng mà bác... Con muốn mẹ đi cùng với con. Chỉ như vậy mẹ con mình mới không nghĩ những chuyện trước đây nữa mẹ. Dạ con chào chú. Hôm nay sếp mình xảy ra chuyện gì mà bực mình quá chị? Nhìn mà ổng vậy á, ai mà chọc giận á thì ổng đuổi việc luôn á. Chắc là có chuyện với con Mai Chảnh đó rồi chứ gì. Bà dám kêu bả là con Mai Chảnh đó hả? Tới tay bả là bà coi chừng á. Nó có tài cán gì mà dám lên mặt với tôi. Để rồi coi, tôi có chiêu đối phó với nó rồi. Vô đi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa chú. Chuyện gì nói ra đi, sao ấp úng hoài vậy? Cháu muốn nói về chuyện của cô Mai à. Cô Mai sao? Dạ cháu biết nhiều chuyện không minh bạch của cổ.
Chỉ có điều... Điều gì? Dạ. Nói đi. Cháu sẽ nói tất cả những chuyện cháu biết, nhưng chú phải hứa là phải giữ bí mật cho cháu. Được rồi, chú hứa, cháu cứ nói đi. Chính mắt cháu trông thấy cô ấy thân thiết với chàng trai trẻ. Cháu còn chụp hình của hai người nữa. Đây chú xem. Chú làm gì vậy? Theo tôi. Chú bỏ cái gì vô nồi vậy? Hả? Chú muốn làm gì? Không phải chuyện của mày. Tôi đã nói với chú rồi, chú làm bất cứ điều gì phải cho tôi biết một tiếng chứ. Mày im đi. Tôi không im. Bộ chú muốn tôi im là tôi phải im sao? Tôi nói cho chú biết, tôi mới đi gặp con gái của chú về. Những chuyện mà chú làm, nếu như con gái của chú biết, cổ tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho chú đâu. Mày nói gì với nó? Những gì cần nói, còn những gì cần giấu, tôi sẽ tự biết giấu. Mày... Tôi đã cảnh báo với cổ rồi. Nếu như mà tôi có bề gì thì chắc chắn chú là người có liên quan đó. Ông có giỏi thì giết tôi đi, nhưng tôi nghĩ là khó đó. Ông ăn nói làm sao với con gái của ông? Thằng Toại này không có dễ ngậm miệng như vậy đâu. Tốt nhất ông nên hợp tác một chút đi. Anh nè, hồi nãy trong lúc nói chuyện em có nghe anh nói hãy quên đi quá khứ gì đó. Em thấy bác có vẻ đắn đo lắm. 8 năm trước anh cũng đã từng thuyết phục mẹ đi một lần, nhưng khi đó mẹ kiên quyết không đi. Em thấy bác gái làm như vậy là đúng đó. Cho dù bác trai có đối xử với bác ấy như thế nào đi chăng nữa thì bác trai vẫn là chồng mà. Đó là một sự nhẫn nhịn, một sự cam chịu, em biết không? Em không nghĩ như vậy. Em nghĩ đó là một tình yêu, một sự hy sinh chứ. Quan đường, làm sao có tình yêu với một người độc đoán như ông ta được. Càng không nên hy sinh vì một người ích kỷ như ông ta. Anh làm sao vậy? Anh đang lên án chính ba của mình đó, anh biết không? Em biết là lúc này tâm trạng của anh không được ổn. Chính vì vậy anh phải bình tĩnh hơn mới được chứ. Em tin là bác gái sẽ suy nghĩ chín chắn và có câu trả lời sớm với anh. Đành vậy thôi. Vì anh mà em phải gặp nhiều khó khăn như vậy, vất vả cho em quá. Nè, anh với em mà còn khách sáo như vậy hả? Tụi mình đã nói với nhau rồi, sẽ cùng tiến, sẽ cùng lùi mà. Em không sợ khó khăn gì hết. Chỉ có điều là... Em đang nghĩ tới Bảo à? Ừ. Em cảm thấy mình đang nợ Bảo một món nợ lớn. Nếu như là nợ thì người trả phải là anh. Em không có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng mà em đã hứa với Bảo là... Thôi, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa. Để một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp Bảo và nói rõ hết mọi chuyện, được không? Anh Nam, nhìn kìa.
Không biết hai người họ có tin không. Họ mà tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mà nếu nói ra sự thật thì không được. Phải để lão ta giúp mình tìm ra rương vàng mà. Những lần trước cũng là nét chữ này. Em chắc chắn với anh ấy là cùng một người. Theo như những gì em nói thì người này cố tình muốn gây chấn động, làm cho chúng ta hoang mang và mất phương hướng. Em không nghĩ như vậy. Rõ ràng đây là những lời cảnh báo. Người này không muốn chúng ta gặp nguy hiểm. Hiện bây giờ tôi không có tiền. Anh cho tôi thêm chút thời gian đi. Được rồi, anh cứ ở yên đó. Anh chết thì tôi cũng chết mà. Tôi cũng đâu có ngờ là mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy đâu. Toại ơi, vô ăn cơm nè con. Dạ con vô liền mẹ ơi. Được rồi, cứ như vậy nha. Có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Chuyến này về nhà ở luôn phải không con? À, dạ chắc chưa đâu mẹ à. Con còn vài việc chưa có làm xong. Con ăn đi. Dạ. Mà con còn làm cái gì nữa? Mẹ đã nói với con rồi, nghỉ đi, đừng có làm chỗ đó nữa. Tránh xa chỗ đó ra đi con. Con cũng biết chứ. Nhưng mà bây giờ mà mình nghỉ ngang như vậy á, mất công người ta lại xin nghi. Để vài hôm nữa con sẽ nghỉ nha mẹ. Còn ông Sâm, ông còn ở đó không con? Dạ con. Con à, còn con gái của ông nữa. Mẹ nghĩ hai cha con họ vào đó là có ý đồ. Thật lòng mẹ không muốn con liên quan đến họ một chút nào hết đó. Dạ, con không có liên quan gì tới họ đâu. Mẹ yên tâm đi. Chuyện con làm con biết mà mẹ. Thôi mẹ ăn cơm đi. Con ăn xong còn phải về bên trang trại nữa. Ừ, ăn đi con. Dạ, cháu nghe chú. À, chú đang ở khách sạn chờ cháu nè. Cháu tới liền nha. Dạ, cháu còn bận nhiều việc, cháu không đến được đâu chú. Giờ này còn công việc gì nữa, bỏ hết, qua đây với chú đi. Không bỏ được đâu chú. Có gì về biệt thự cháu giải thích cho chú sau nha. Nè, Mai. Chính mắt cháu trông thấy cô ấy thân thiết với chàng trai trẻ. Cháu còn chụp hình của hai người nữa. Đây chú xem. Dám qua mặt thằng già đồng dễ. Alo, Tư hả? Chú Thịnh nè. Lâu quá chú cháu mình không gặp. Ừ, chú có chuyện quan trọng muốn nhờ cháu đây. Tôi chẳng dạy gì phải phục tùng theo chỉ thị của ông. Ba.
Anh Toại đâu? Con cứ đưa cho ba là được. Thôi đi, con nghĩ là chuyện này con phải gặp anh Toại, chính tay con phải đưa cho anh mới được. Con không được gặp nó nữa. Tại sao vậy hả ba? Ngay lúc đầu khi con không muốn nhúng tay vô chuyện này thì ba kêu con chủ động, rồi bây giờ ba nói như vậy. Càng lúc con càng khó hiểu, ý định của ba là gì vậy? Lúc đầu ba cứ nghĩ kéo nó vào cuộc là sẽ có thêm một cánh tay đắc lực, nhưng nó là một đứa phản phúc, dám qua mặt cả ba. Nó biết quá nhiều chuyện của chúng ta rồi. Nếu cần, ba sẽ cho nó mãi mãi im lặng. Ba, bộ ba muốn giết chết ảnh hả? Ba không được làm như vậy. Đó là một mạng người. Không phải là một con vật mà ba muốn giết là ba giết. Con không cần bận tâm nhiều về nó. Nhiệm vụ của con bây giờ tiếp tục làm ảnh hưởng, gây mất tinh thần cho lão Thịnh. Con biết là con cần phải làm gì, ba không cần phải nhắc con. Nhưng mà con không tán thành. Tại sao ba có ý định muốn hạ sát một con người như vậy? Ba có biết việc làm đó mất nhân tính lắm không ba? Như vậy thì ba có khác gì là Lão Thịnh? Không biết. Dám nói với ba như vậy sao? Con có còn coi ba là ba của con nữa không? Con không muốn. Con không muốn ba đi theo vết xe đổ của Lão Thịnh. Ba có biết con căm thù lão ta đến thế nào hay không? Thôi được rồi, ba nghe lời con. Nhưng con phải nhớ, không thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Những lời nói hành động của con không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết. Con nhớ đó. Alo, tôi nghe đây. Tôi có tiền rồi. Ngày mai anh cứ tới chỗ cũ đi, tôi sẽ mang tiền tới cho anh. Cháu đi đâu sớm vậy? Cháu bận công chuyện, cháu đi nha. Dạo này hay bận công việc quá ha. Chú, cháu phải có tự do riêng nữa chứ. Cháu bận, cháu đi đây. Ông à. Cái gì? Ông có dội không? Tôi muốn nói chuyện với ông một chút. Chuyện gì? Bà đừng nói chuyện thằng Nam nha, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sắp tới thằng Nam nó sẽ trả đất rồi đi khỏi đây. Chẳng lẽ ông là cha mà đành lòng nhìn con mình ra ngoài sống trôi nổi hay sao chứ? Đó là do nó tự chọn, chứ tôi không ép nó đi bụi đời. Tôi đã nói hết lời rồi mà ông vẫn kiên quyết như vậy thì tôi đành chịu. Tôi sẽ đi cùng với nó. Tùy bà thôi, đó là do bà tự quyết định. Nhưng tôi nói trước, không có chuyện chia tài sản đâu nha. Tôi có đòi chia tài sản hay không thì cũng vì lo cho con thôi. Bây giờ nó đã không cần thì tôi còn đòi hỏi làm gì nữa chứ. Như vậy thì cũng tốt. Anh đã tính tổng số nợ của những khách hàng mà lần trước mình đã giao hàng gói đầu cho họ. Nếu như mình lấy được số tiền này, chúng ta có thể trả cho bên mua hạt giống, tương đối là tạm ổn rồi. Với lại còn một số khoản cần phải chi trả nữa. Anh sẽ cố gắng liên hệ với một số khách hàng ở xa, nói họ dứt điểm luôn, là bởi vì họ nợ mình quá lâu rồi. À, vài ngày nữa em tìm nhà thuê trước đi. Anh sẽ nói chuyện với bạn một lần nữa.
Vân. Dạ. Em sao vậy? À, em biết rồi. Có quá nhiều những nghi vấn ảnh hưởng trực tiếp đến anh Nam và trang trại trong thời gian qua. Mình cảm thấy có sự gì đó kỳ lạ giữa chú Câm rồi cả anh Toại nữa. Nhưng kệ đi, anh Nam đã đồng ý đi khỏi đây rồi, như vậy sẽ tốt hơn. Mình không nên nói thêm điều gì khiến cho anh phải hoang mang nữa. Mọi chuyện kết thúc đi, tôi chờ lâu quá rồi. Hai ngày nữa là bọn họ đi rồi, cứ để cho bọn họ đi đi. Tôi với chú sẽ suy nghĩ cách khác. Có thể nhờ cô Mai xin ở lại làm việc. Là ý của cậu hay là ý con Mai? Tôi tính như vậy đó. Cậu tính thì cha con tôi phải nghe cậu sao? Trong hoàn cảnh này, ông không nghe lời tôi cũng không có được đâu. Tốt nhất đừng để cho tao phát hiện, còn không á, đừng trách tao ác. Alo, sao rồi? Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi cho tao. Dạ, chào chú. Sao rồi? Dạ đây thưa chú. Đây chú, hai người đó ngồi ở đây chừng 30 phút thì đi. Con đi theo thằng đó tới nơi á, thì phát hiện ra một điều rất là bất ngờ. Trang trại Trường Thịnh. Đó, chú thấy bất ngờ chưa? Nó tới đi làm gì? Cái đó chú hỏi con á, thì con biết hỏi ai. Đây là lãnh địa của chú mà. Có thể nó là người làm trong trang trại này. Hèn gì, lửa gần rơm á, sao mà không cháy. Mà chú biết không, con bồ của chú đưa cho nó cả sắp tiền dày như vậy nè, không có ít đâu nghe. Con nhỏ này á, lấy tiền ông già nuôi trai trẻ. Ghê thiệt. Con đi nha chú. Thôi được rồi, tiếp tục theo dõi tụi nó cho ta. Dạ. Chưa ngủ nữa hả? À, chú thấy phòng cháu còn đèn nên qua gọi vậy mà. Ủa, giờ để cháu còn chuẩn bị đi đâu vậy? Đâu có, cháu chuẩn bị đi ngủ bây giờ á. Vậy hả? Cháu buồn ngủ quá. Thôi, cháu ngủ sớm đi.
chuyện gì mà anh hẹn em ra đây vậy? Tôi muốn thương lượng lại với cô một chuyện. Cô phải làm sao khuyên được ông già cô? Ông cứ cố chấp như vậy, có ngày chết cả đám đó. Mà là chuyện gì mới được chứ? Thì là chuyện... Chuyện gì vậy? Anh không nói là tôi không có hiểu đâu. Ba của cô không cho tôi nói, nhưng tôi nghĩ dù sao thì cô cũng nên biết. Thật ra ba cô và tôi ở đây không phải chỉ có mục đích là trả thù không thôi đâu, mà còn có người. Chú.